quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục Những bài học từ trái tim. Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Bài tình ca vì ngày mai tươi sáng. Xin được ghi lại lời ca và những giai điệu trải dài qua bao năm tháng cuộc đời của những con người đang cố đan kết những mảnh đời bất hạnh thành bản tình ca, để từ giữa lòng cuộc sống, những khắc khoải và lo âu vẫn còn tiếng hát tình yêu, hy vọng, và từ trong những nỗi đau ngút ngàn vẫn có hơi ấm của tình liên đới và lòng thương xót. Tiếng hát từ trong trái tim của những con người muốn ru lại tiếng ru của mẹ Việt khi ôm ẵm đàn con đang tròn xoe cặp mắt nhỏ dại đón chào ngày mới, để giữa tiếng khóc và tiếng cười là giai điệu ngọt ngào chứa đựng nỗi lòng và ước mơ của tình mẫu tử dành cho đàn con. Tất cả vì ngày mai tươi sáng. Khúc dạo đầu của bản tình ca này được cất lên từ một căn nhà nhỏ. Tối tối, người mẹ trẻ cặm cụi làm mây, bé gái 7 tuổi ngồi học bài, xem tivi rồi đi ngủ trước. Mẹ phải làm mây tới tận khuya để có đủ tiền cho hai mẹ con sống qua ngày. Ít là 50.000 mỗi ngày, vừa để mua đồ ăn, vừa để mua sữa và thuốc cho con. Mái ấm chỉ có hai mẹ con, người cha đã mất 6 năm trước, khi tuổi đời còn đang như chiếc lá xanh trên cành, để lại cho hai mẹ con căn nhà nhỏ này cùng với mầm bệnh HIV. Trước kia, chỉ số tế bào bạch huyết CD4 của hai mẹ con lúc nào cũng trên 400. Một tháng trở lại đây, CD4 của cháu tụt xuống còn trên 100, phải uống thuốc hỗ trợ. Những lúc nhìn con say ngủ, khuôn mặt mẹ thoáng nét lo âu. Có lần nghỉ dạy, mẹ đã chắp tay khấn trời, xin cho con chết trước mặt mẹ, sợ rằng nếu mẹ mất sớm thì không biết lấy ai chăm sóc cho con. Bài tình ca vì ngày mai tươi sáng được cất lên từ đây, dệt lên những giai điệu nảy sinh từ sâu thẳm lòng mẹ. Thương con, người mẹ ấy cũng thương tất cả những bé thơ chung mầm bệnh như con, và cả những bé thơ không mang mầm bệnh nhưng vẫn bị phân biệt đối xử vì sinh ra trong gia đình có cha mẹ nhiễm HIV. Con trẻ chưa biết gì nhiều, thường hỏi mẹ những câu ngây thơ ngớ ngẩn. Những câu hỏi không chỉ khó trả lời mà còn làm mẹ đau lòng. Mẹ ơi, tại sao các bạn cứ trêu chọc con? Tại sao con phải uống nhiều thuốc như thế? Thuốc làm con sốt đây này, nhức đầu lắm. Cũng may, chị luôn biết cách dỗ dành con, thay cho câu trả lời. Khi con biếng ăn, chị vừa năn nỉ vừa khích lệ con, ăn thêm một chén cho con hát, chứ bỏ nó đói, con sẽ bị nó ăn thịt con chết đấy. Và cô bé bưng chén cơm ăn ngon lành, ăn vì ngày mai tươi sáng. Ôi, con hát là gì mà cả mẹ và con cứ phải nuôi nó suốt đời thế nhỉ? 7 năm trời chung sống với hát, chị đã quen với số phận. Nói vậy thôi, chứ một bà mẹ trẻ như chị thì đâu dễ đứng vững trên đôi chân của mình. Làm sao chị có thể sống bình thường trong một hoàn cảnh không bình thường? Làm sao một người con gái nhỏ bé có thể đối diện với những thứ tầm thường mà vẫn vươn tới cao thượng? Biết rằng, con người ta sống ở trong trời đất, ai chẳng một lần chết, và chị muốn sống cho ra sống, không buông xuôi, cũng không đầu hàng số phận. Chị cũng đã khuyên chồng như thế khi thấy chàng sống bất cần đến độ phóng túng, lao theo con nghiện. Anh phải sống cho xứng với phẩm giá làm người, dù chỉ một tháng hay một ngày, để chết như một con người. Chàng đã chấp nhận, nghe theo lời vợ, vâng theo mệnh trời,
sẵn sàng trả giá cho bước đường lầm lỗi của mình. Cuối cùng, anh đã chiến thắng bản thân, thanh thản nhắm mắt trên đôi tay của người vợ hiền. Người đã bị lây nhiễm HIV vì anh mà vẫn không than thân, cũng chẳng trách đời. Chồng chết, cháu gái lớn dần. Hơn một năm trở lại đây, chị có thời gian tham gia các sinh hoạt giữa những người chị em cùng bị nhiễm HIV. Bài tình ca thêm những cung bậc mới. Chị có dịp làm quen với người trưởng nhóm Vì Ngày Mai Tươi Sáng. Đôi cánh én bé nhỏ xin được chắp cánh vì ngày mai tươi sáng. Dáng lanh lẹ, vui tươi và lạc quan đã mau chóng chiếm được cảm tình của chị em. Và chị đã được bầu làm bộ ba ban điều hành. Dù tài năng chẳng là bao ngoài nghề may kiếm sống, thế nhưng chữ tâm ý mới bằng ba chữ tài. Và cũng từ đó, ba chị em sát cánh bên nhau cùng với các chị em khác. Nhóm Vì Ngày Mai Tươi Sáng, nhóm những người nhiễm HIV, mỗi ngày dệt thêm giai điệu cho bản tình ca giữa những người bị nhiễm HIV. Tiếng hát từ trong trái tim, tiếng hát của những bàn tay nắm lấy những bàn tay dịu nhau bước tới. Ngoài sinh hoạt định kỳ một năm ba lần cho các con em của mình, thì vào ngày 1 tháng 6, Tết Trung Thu và Tết Cổ Truyền, các chị còn chia nhau mỗi người tìm đến với 20 bệnh nhân HIV để thăm hỏi và chăm sóc. Khi tìm đến làm quen với một người chị em, ngay tại các điểm xét nghiệm theo dõi định kỳ, câu đầu tiên thường là bị từ chối. Nhưng khi biết người bạn mình cũng bị nhiễm HIV, và nhất là khi nghe được nhịp đập thương cảm từ trái tim đến trái tim, với giọng nói sắc bén, quả quyết nhưng lại nhẹ nhàng tha thiết, người nghe cảm nhận được sự an bình, thư thái, liền sẵn sàng kết bạn, và mái ấm của hai mẹ con cũng trở thành mái ấm của những người chị em thỉnh thoảng ghé lại dừng chân. Cách đây một tháng, chị tổ chức khóa dạy may cho 5 người. Cả 5 người đều không có máy may để học. Chị phải đem máy nhà tới điểm dạy. Làm hai mẹ con hơn tuần lễ treo niêu vì không có máy làm hàng. Nói vui vậy chứ, nhà chị vẫn còn mấy trăm cân thóc, đủ cho hai mẹ con sống cả tháng. Nhưng rồi khi kết khóa, có người không có vốn để làm. Chị đã bán trọn số thóc được hơn 1 triệu cho bạn mượn để vào nghề. Bài tình ca đã được cất lên giữa chị em, có vui mừng và hy vọng, nhưng cũng chứa đầy những giai điệu bi ai. Từ trong dạ mẹ, có những thai nhi khao khát xin mẹ được một lần chào đời làm người, nhưng lại bị mẹ từ chối vì CD4 của mẹ quá thấp, vì đứa con chào đời mang mầm bệnh sống được mấy thở. Thế nhưng, cứ nhìn vào cặp mắt của bé gái ở nhà, chị lại nghe từ sâu thẳm cõi lòng tiếng mẹ Việt gọi con cái từ giữa đất trời này. Và chị cố sức nài nỉ, van nài rồi khích lệ để chị em đừng phá bỏ núm ruột của mình. Nhờ vậy, nhiều cháu bé đã trào đời trong tiếng reo vui của mẹ trên đôi tay của con tạo đang xây vần năm tháng. Thiên tai, bệnh tật, đói nghèo, đời người mong manh quá, cuộc sống này có ý nghĩa gì không? Thế nhưng, khi ngắm nhìn trẻ thơ lớn lên, tươi vui hồn nhiên, thì giai điệu Vì Ngày Mai Tươi Sáng như dìu con người vào chiều sâu của tâm hồn. Trong cái tĩnh lặng của đất trời, cái mong manh của thể xác được dìm sâu vào chốn vĩnh hằng, vào cái chốn cha ông chúng ta gọi là nhà, sống gửi thác về với mẹ Việt, về với ông bà, tổ tiên, về với đấng là chủ đất trời, chân trời hạnh phúc, không chỉ ở cuộc đời này mà còn ở phía bên kia. Và đây mới là hạnh phúc đích thật. Bài tình ca Vì Ngày Mai Tươi Sáng cuối cùng là lời kinh được truyền dạy của tổ tiên qua mọi đời và mọi thời đại. Lời kinh dạy đức hiếu sinh. Làm con phải hiếu, hiếu với trời, hiếu với ông bà, cha mẹ và mọi người. Tiếng hát đã được cất lên từ một căn nhà nhỏ. Đêm nay cũng như mọi đêm, người mẹ cặm cụi may kiếm sống để bé gái no tròn giấc ngủ.
Ngày mai khi đưa con đến trường cũng là lúc mẹ đến với người, cho cuộc đời này tràn ngập tình yêu và sự sống vì ngày mai tươi sáng. Đa Minh Trần Văn Tân, SJ. Trên đường đi Chúa đưa lối con ngại khi đường xa dù bao khó nguy đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian cho dẫu còn gian nan Chúa luôn ở cùng con, sớm chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời đường xa mà lòng xao xuyến, xin cho đời con một niềm trung tiên. Chúa ơi hãy thương chờ che tháng năm sống trên trần gian, cho đời con sống yên lành. Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngại chi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian cho dẫu còn gian nan Chúa luôn ở cùng con, sớm chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời nhỏ. Trên đường đi Chúa đưa lối con ngại chi, đường xa dù bao khó nguy đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian cho dẫu còn gian nan Chúa luôn ở cùng con, sớm chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời nhìn trời cao lòng thầm mơ ước cho con ngày đêm được gần bên Chúa. Chúa ơi xót thương đời con sống năm tháng trên trần gian cho đời con sống thanh nhàn. Hãy vui bước trên đường đi Chúa đưa lối con ngại chi, đường xa dù bao khó nguy đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian cho dẫu còn gian nan Chúa luôn ở cùng con, sớm chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời nhỏ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và mẹ Maria.